Đầu tiên, tôi sử dụng một nét số thẳng để ở phía bên tay phải và một nét cong ở phía bên tay trái. Cô được chữ A, phát âm A. Cô lấy dấu ống hút đặt ở phía trên. Lúc này chúng ta được chữ ớ, phát âm ớ. Cô lật ngược dấu, quay lên. Chúng ta được chữ á, phát âm á. Cô cất dấu và nét cong đi. Cô còn một nét số thẳng. Cô lấy nét cong đặt ở phía bên tay phải. Lúc này chúng ta được chữ bờ, phát âm bờ. Cô chuyển nét cong sang phía bên tay trái. Lúc này cô được chữ giờ, phát âm giờ. Cô chuyển nét cong lên phía bên trên. Lúc này chúng ta được chữ cu, phát âm cu. Cô chuyển nét cong sang phía bên tay phải. Lúc này chúng ta được chữ pờ, phát âm pờ. Cô cất nét cong đi. Lúc này chúng ta được chữ l, phát âm l. Cô thêm một nét gạch ngang ở phía trên. Lúc này chúng ta được chữ tờ, phát âm tờ. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con sử dụng các nét cơ bản, rất là đơn giản đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ sử dụng ống hút và nắp chai để tạo thành các chữ cái. Các con cùng quan sát nhé. Và cô xếp được các chữ cái b, g, d. Các con phát âm lại cùng cô nhé. B, g, d. Và ngoài ra cô còn sử dụng các loại hột hạt ở trong gia đình nữa đấy. Và ở đây cô sử dụng hạt ngô. Các con cùng quan sát. Cô sử dụng hạt ngô để xếp chữ. Các con nhớ khi sử dụng các loại hột hạt này thì các con nhớ không được bỏ các loại hột hạt này vào mồm và mũi và tai, thì như vậy sẽ gây nguy hiểm cho các con đấy. Các con nhớ chưa? Cô xếp được chữ gì đây nào? Chữ A. Cô thêm dấu ở phía trên. Cô được chữ gì đây nào? Chữ ơ. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con sử dụng các nguyên liệu có sẵn ở trong gia đình để giúp cho các con ôn và nhận biết chữ cái đã học. Cô chúc cho các bậc phụ huynh và các con thành công. Cô hy vọng sẽ nhận được nhiều video tương tác của các con gửi về cho cô đấy. Cô xin chào và hẹn gặp lại.